bà con đang nghe bản tin podcast về thị trường phân bón và lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Hy vọng sẽ đem đến cho bà con những trải nghiệm mới trên nền tảng kênh YouTube của chúng tôi. Tiếp đà ổn định vào đầu tuần hôm nay, giá phân bán lẻ tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Các chủng loại phân URE, phân NPK giá bình ổn và đi ngang. Song nhận định chung thì thị trường giao dịch vẫn trầm lắng và có thể kéo dài đến hết tháng 7 năm 2023. Sau khi chịu nhiều tác động của hiện tượng El Nino làm cho tình hình sản xuất nông nghiệp ở nhiều quốc gia gặp nhiều khó khăn, trong đó có Việt Nam, thì giá lương thực nói chung và lúa gạo nói riêng tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng. Tại đồng bằng sông Cửu Long, trong 2 tuần trở lại đây, giá lúa tươi và gạo xuất khẩu liên tục thay đổi theo hướng có lợi cho bà con nông dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa bà con, cập nhật ngày hôm nay, giá phân bán lẻ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục bình ổn và đi ngang. Đây cũng là điều tất yếu bởi hiện tại thị trường giao dịch vẫn chưa có nhiều khởi sắc khi mà càng gần về cuối vụ thì nhu cầu tiêu thụ không nhiều. Chi tiết giá hôm nay, cụ thể mời bà con cùng theo dõi. Phân URE Cà Mau giá từ 460.000 đồng đến 510.000 đồng một bao. Phân URE Phú Mỹ giá từ 450.000 đồng đến 500.000 đồng một bao. Phân URE Bình Điền giá từ 460.000 đồng đến 500.000 đồng một bao. Phân URE Hà Bắc giá từ 450.000 đồng đến 490.000 đồng một bao. Phân URE Trung Quốc giá từ 450.000 đồng đến 505.000 đồng một bao. DAP Hồng Hà giá từ 830.000 đồng đến 860.000 đồng một bao. DAP Trung Quốc nâu 64% giá từ 680.000 đồng đến 720.000 đồng một bao. DAP Hàn Quốc đen giá từ 1.100.000 đồng đến 1.200.000 đồng một bao. DAP Đình Vũ giá từ 620.000 đồng đến 660.000 đồng một bao. DAP Đức Giang giá từ 760.000 đồng đến 830.000 đồng một bao. Các loại phân còn lại giá bình ổn, chi tiết mời bà con cùng cập nhật. Bà con cũng lưu ý, đây là giá tham khảo và được cập nhật trên mỗi bao phân 50kg, được điều chỉnh tùy theo từng địa phương và đại lý bán. Phân NPK 16-16-8 Bình Điền giá từ 750.000 đồng đến 790.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Cà Mau giá từ 740.000 đồng đến 780.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ giá từ 750 cho đến 790.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật giá từ 765.000 đồng đến 800.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 xâm danh giá từ 1.050.000 đồng đến 1.110.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 ba con cò giá từ 1.000.000 đến 1.050.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 Bình Điền giá từ 1.000.000 đến 1.050.000 đồng một bao. Super Lân giá từ 220.000 đồng đến 280.000 đồng một bao. Lân Văn Điển giá từ 250.000 đồng đến 290.000 đồng một bao. Như vậy, giá phân bán lẻ ngày hôm nay tiếp tục đi ngang và vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại và dự báo sẽ duy trì đến hết tháng 7 hoặc sẽ dao động nhẹ trong khoảng từ 10 cho tới 20.000 đồng một bao. Bà con lưu ý, đây là mức giá được cập nhật trên mỗi bao phân 50kg và giá sẽ được điều chỉnh tùy theo từng địa phương và đại lý bán. Tiếp theo, mời bà con cập nhật giá lúa và tình hình xuất khẩu gạo. Thưa bà con, dẫn nguồn từ tạp chí điện tử Nhịp Sống Thị Trường trong loạt bài phân tích về tình hình lương thực của thế giới năm 2023 vừa được đăng tải đầu tuần này. Bài viết nhận định hiện giá gạo toàn cầu đang ở mức cao nhất trong 11 năm, dự báo sẽ tiếp tục tăng sau khi Ấn Độ chuyển sang tăng giá thu mua lúa của nông dân. Trong bối cảnh El Nino đe dọa ảnh hưởng tới sản lượng của các nhà sản xuất, do vậy đã tác động tích cực đến thị trường lúa gạo tại Việt Nam. Cập nhật ngày hôm nay, giá lúa tươi bất ngờ tăng thêm 100 đồng trên 1 ký, còn với giá gạo đã tăng thêm 500 đồng trên 1 ký. Chi tiết mời bà con cùng theo dõi. Cập nhật tại khu vực Kiên Giang, giá cũng tăng nhẹ ở chủng loại lúa OM và Đài Thơm. Kính mời bà con cùng cập nhật. OM 380 giá 6.300 đồng đến 6.500 đồng một ký, OM 5451 giá 6.500 đồng đến 6.700 đồng một ký, OM 18 giá từ 6.700 đồng đến 6.900 đồng một ký, Nàng Hoa 9 giá từ 6.800 đồng đến 7.050 đồng một ký, lúa IR 50404 giá 6.320 đồng đến 6.400 đồng một ký, Đại Thơm 8 giá từ 6.600 đồng đến 6.850 đồng một ký, RVT giá 6.800 đồng đến 7.000 đồng một ký, ST24, ST25 giá 7.200 đồng đến 7.400 đồng một ký. Trong khi đó thì tại An Giang và Đồng Tháp tăng nhẹ 100 đồng trên một ký. Chi tiết mời bà con cùng theo dõi.
Nếp An Giang giá 5.700 đồng đến 5.900 đồng một ký. Nếp Long An giá từ 6.600 đồng đến 6.750 đồng một ký. OM380 giá từ 6.400 cho đến 6.600 đồng một ký. OM18 giá từ 6.700 đồng đến 6.900 đồng một ký. OM4900 giá 6.700 đồng đến 6.900 đồng một ký. OM5454 giá 6.500 đồng đến 6.750 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm tăng trở lại sau phiên giao dịch điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 đang được thu mua ở mức 10.000 đến 10.050 đồng, tăng 100 đồng trên một ký. Gạo thành phẩm đang ở mức 11.350 đồng đến 11.400 đồng trên một ký, tăng 50 đồng trên một ký. Theo các thương lái, hiện nay lượng gạo về ổn định, giá gạo bình ổn, nhu cầu mua nhiều nên giá gạo bật tăng trở lại. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, gạo 5% tấm giao dịch ở mức 513 đô la Mỹ trên một tấn, gạo 25% tấm đang ở mức 493 đô la Mỹ trên một tấn, gạo jasmine ổn định ở mức 578 đô la Mỹ trên một tấn. Theo nhiều doanh nghiệp dự báo, giá gạo của Việt Nam có thể neo ở mức cao nhờ nhu cầu từ các thị trường và thông tin cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ. Thưa bà con, 6 tháng năm 2023, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 4,24 triệu tấn, tương đương gần 2,26 tỷ đô la Mỹ, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu trung bình đạt từ 532,6 đô la Mỹ trên một tấn. Đến đây, bản tin podcast về thị trường phân bón và lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thực hiện cũng kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin tiếp theo.